thì xin cảm ơn chị Minh Xanh và anh Tạo. Thì nếu mà trong đi xin cá được không ạ? Lấy hình. Dạ, cảm ơn anh chị, cảm ơn anh chị. Hên quá. Tôi hên lắm nha mấy bạn, được cái đó, được cái ba thơ nè. Minh Khanh. Dạ, mấy chị kinh xin. Xin quý vị cho chúng tôi một phút ổn định để chúng ta tiếp tục phần chương trình. Lì xì đầu năm nha, Vinny hên quá được cái lì xì rồi đó. Tiếp theo chúng tôi xin trình đọc danh sách.